Một phụ nữ bị đánh ghen kinh hoàng ở Huế. Người phụ nữ bị nhóm 5 người lột bỏ áo quần, đi chặt xuống mặt đường và đánh đập. Quay phim, vụ đánh ghen kinh hoàng này xảy ra ở Thừa Thiên Huế. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Lãnh đạo công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế hôm 19 tháng 11 xác nhận đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến nhóm người có hành vi đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Vụ đánh ghen xảy ra vào chiều tối ngày 15 tháng 11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Sự việc được ghi lại bằng một đoạn clip dài hơn 3 phút lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh một phụ nữ bị nhóm 5 người, trong đó 4 phụ nữ và một người đàn ông ghì chặt xuống nền đường. Trong đoạn clip, người phụ nữ bị nhóm người trên lột hết áo quần và đánh vào người. Vùng nhạy cảm dù nạn nhân van khóc, mặt tím tái vì cổ bị người phụ nữ dùng tay ghì chặt xuống mặt đường. Nhiều người gọi đây là vụ đánh ghen kinh hoàng nhất từ trước đến nay bị lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bị nhóm người trên tấn công với lý do nghi ngờ cướp chồng người khác. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an. Ngay lập tức, vào tối cùng ngày, công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra. Lãnh đạo công an thị xã Hương Trà nói rằng họ đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, tạm giữ phương tiện, máy móc, điện thoại liên quan, mời các đối tượng đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Thông tin cho biết những người liên quan đến vụ việc đều trú tại xã Hải Dương. Công an tỉnh Thừa Thiên, Huế cũng đang làm rõ người phát tán đoạn clip này trên mạng xã hội. Cô mẹ chồng và con dâu đánh ghen, bắt tạm giam 6 đối tượng. Bà Loan và con dâu cùng 4 người khác tổ chức đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng xã hội, sau đó còn bắt giữ người trái pháp luật. Sáng ngày 18 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1976, chủ quán karaoke HL, Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1964, chồng bà Loan cư trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bùi Thị Lệ Quyên, sinh năm 1986, Lê Thị Huệ, sinh năm 1993, cùng chú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Đoàn Thị Tuyền, sinh năm 1997, cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh năm 1991, cư trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo thông tin, Trần Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1999, cư trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang trong lúc làm tiếp viên tại quán karaoke HL có mượn số tiền 40 triệu đồng của bà Loan. Thời gian này, chồng của Nguyễn Thị Mai Ngọc, sinh năm 1991, Mai Ngọc là con dâu bà Loan là Nguyễn Đức Hiền nảy sinh tình cảm yêu thương Mỹ Ngọc. Đến khoảng cuối tháng 9 năm 2020, Hiền đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11 năm 2020, Mỹ Ngọc xin nghỉ làm ở quán để lên ở với Hiền. Phát hiện sự việc trên, khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 11, Loan, Hùng, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền thuê xe ô tô 7 chỗ lên nơi làm việc của Hiền để bắt ghen thì phát hiện Mỹ Ngọc đang ngồi trên xe của Hiền trước cổng công ty. Tại đây, Loan, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc Mỹ Ngọc, đồng thời quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa Mỹ Ngọc lên xe trở về nhốt tại quán karaoke HL và điện thoại cho gia đình của Mỹ Ngọc kêu phải đem số tiền đã nợ đến trả thì mới cho Mỹ Ngọc về nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 11, ông Trần Văn Tắm, là cha ruột của Mỹ Ngọc đến cơ quan công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Mai Ngọc do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ. Huỳnh Minh,